chào quý vị và các bạn nha. Chúng tôi đang có mặt ở đây là trên đường Minh Viễn. Và bây giờ đang là giờ các cái cháu học sinh đi học về đây. Mình sẽ tranh thủ chạy qua một số các cái nơi. Ví dụ như là cổng trường đại học này, cổng các cái trường cấp 2, cấp 3. Để ghi lại những các cái hình ảnh học sinh đi học về, các bạn tham khảo và có thể có một cái chút nào đấy sẽ hồi tưởng về cái quãng đời học sinh của quý vị và các bạn. Đây một cái vị phụ huynh đón con đây, một người mẹ chở đứa con gái của mình đi học về đó. Có những em gái mặc áo dài, những em gái mặc áo dài trắng đi trên đường. Đây phía bên tay phải chúng ta là trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Trắng đi học, nhưng mà cô này thì cô lại không có đội nón bảo hiểm. Đây đang là đường Minh Viễn và chúng ta sẽ băng qua đây là Liễu Phong các bạn. Liễu Phong thì ngày xưa nó có cái tên gọi là đường Petruski. Ở nơi đây thì ngày xưa tập trung rất là nhiều những các cái bến xe. Bây giờ thì do cái mật độ dân cư rất là đông nên là những cái bến xe này họ cũng đã rời ra những các cái nơi khác. Ví dụ như là bến xe quận 8, bến xe miền Đông hoặc là bến xe miền Tây. Ở đây là góc ngã tư giữa Hùng Vương và Liễu Phong. Đây đang là Trần Bình Trọng các bạn.
bạn thấy là bán rất nhiều các cái khung tranh, đây là các cái xưởng vẽ tranh. Đây mình thấy có một người bán vé số này, họ đi xe lắc này các bạn. Đó. Đây là vòng xoay ngã 6 đây các bạn. Phía bên tay phải là Nguyễn Văn Cử. Chúng ta sẽ vào Nguyễn Văn Cử nhé. Đây thì có một cái trường rất là nổi tiếng, đó là trường Cây Súp Ký. Trường Cây Súp Ký hay còn gọi là trường bây giờ thì tên của nó là trường Lê Hồng Phong các bạn. Đây là ngôi trường, đây là điểm chờ xe buýt. Đây là cổng trường Cây Súp Ký đây các bạn. Bây giờ trường này thì là trường tên của nó là trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong. Thì ở đây thì các cái vị phụ huynh họ đang dừng đậu xe ở đây để họ đưa đón con em của họ. Các bạn học sinh thì bây giờ đang trên đang cái giờ đi học về, thì có một số bạn là tự đi về và một số bạn thì đi Uber. Như các bạn thấy có một cái người đàn ông đi xe Uber và một cái em trai, tức là cũng không có người đón thì em ấy sẽ đi Uber để đi về. Đây còn có một người cô và cô ấy được gia đình đón về đây. Đây đang là cổng trường Lê Hồng Phong các bạn nhé. Tên gọi là Cây Súp Ký. Đây có những cái người xe ôm thì họ đi họ đón. Cũng có cả xe đưa đón học sinh. Cái xe bản số 47. Đang là giờ tan tầm, chuẩn bị đến 12 giờ và giờ này thì các cháu học sinh thì đang trên đường về các bạn. Ngôi trường này thì rất là tức là một cái ngôi trường điểm ở Sài Gòn. Đây là đường Nguyễn Văn Cử các bạn nhé. Đó, có nhiều bạn thì kia các bạn nhìn các cái cháu học sinh thì chắc là làm cái nhiệm vụ sao đỏ là đứng chặt để cho học sinh về. Ở đây cũng có một gia đình chắc là tới đón con của họ đây, nên họ dừng xe ở phía trước này. Còn có một số bạn thì sẽ đi bộ băng qua đường, đi bộ băng qua đường để đón xe buýt. Đây, đó, em bé gái thì sau khi học xong thì có gia đình đón, có xe hơi đón. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục đi nhé. Được,
là đông ạ. Đây chúng ta sẽ rồi đường Lê Hồng Phong. Đó, rất là nhiều các cái phụ huynh đứng ở đây, họ đón con em họ, nữ sinh, nam sinh học trường phổ thông trung học Lê Hồng Phong. Kế trường Lê Hồng Phong thì là trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đây là trường Đại học Khoa học Tự nhiên đây các bạn. Đây, lối vào trường đây. Ta đang đi ở đây là đường Nguyễn Văn Cừ. Các anh chuỗi là siêu thị tiện lợi, các cái dịch vụ photocopy, bán hàng rong. Quán kem Tràng Tiền, các cái quán cơm, đây là bán đồ cho sinh viên, học sinh sinh viên. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào đường An Dương Vương các bạn nhé. Đây thì cũng xe các bạn ấy đang học sinh đang chờ xe buýt các bạn. Đây là Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta sẽ dừng ở đây.